Hello anh em. Thì đây là bài cá bảy màu Lotobass BDS đầu tay của mình luôn nè các bạn. Nãy giờ thì mình nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược thì mình vẫn chưa thấy vẫn chưa được ưng cái bụng lắm mọi người. Anh em nào mà có nuôi dòng này nhiều rồi á thì anh em cho mình xin chút xíu ý kiến nha. Tại vì cái dòng này cũng là cái dòng mà mình mới vừa tiếp xúc sau này. Các bạn đuôi Delta nè. Này là dòng nuôi đuôi và vây luôn nha mọi người. Trước đó thì mình nuôi BDS thắm môn mình nhìn quen mắt rồi. Cho nên là nhìn qua tới cái bản đuôi Delta này thì mình nhìn chưa được quen cho lắm. Đó. Thì đầu tiên mình đánh giá về cái dàn khung cá đi ha. Khung cá thì cái bài này là cũng khá là ổ, dàn cá trống này cũng khá là ổ cá đó, với lại là mình làm cái máu lem lem cái gen sọt đó mọi người, cho nên là nhìn dàn trống cũng khá là ngắn ngắn và ổ. Tiếp theo mình sẽ đánh giá tới cái dàn vây vây lưng nha. Vây lưng thì trong đàn này thì mình thấy có mấy bé vây lưng tròn nhìn cũng khá là ngon, vây lưng tròn rồi. Cái mà mình không chịu, mình không ưng cái bụng dữ là cái dàn đuôi, cái dàn vây đuôi á mọi người. Làm như trước mình nuôi BDS hóc môn mình nhìn quen mắt rồi, nay mình nhìn qua tới đuôi Delta mình thấy sao sao á, thấy nó nhỏ nhỏ mình không được căng đó mọi người. Thiệt, mình nhìn cái góc đuôi này mình thấy góc đuôi cũng rộng rộng đó, nhưng mà không được căng tròn tròn ra, phải được căng tròn tròn ra nữa thì ngon. Tao thấy mấy anh em khác xô cá đồ lên nhìn phê quá đây nè. Rồi thì nói chuyện về để nuôi được một cái dòng cá mới á thì mình hầu như là phải học lại nha mọi người. Chủ yếu là mình phải nắm được cái tập quán, cái tập tính của cái dòng cá mà mình đang nuôi đó. Cái thứ nhất là cái tập quán ăn uống, tại vì có nhiều nhiều dòng cá kén ăn lắm nha các bạn. Có nhiều dòng cá kén ăn, không phải thức ăn nào cũng nuôi được. Cái thứ hai nữa là nhiều nhiều dòng không ham ăn á, hấu ăn mau lớn lắm. Nhiều dòng thì ăn nhỏ nhẹ hơn, ăn ít hơn thì chậm hơn đó. Rồi cái tiếp theo mình cần phải nắm nữa là cái khả năng chịu đựng của cái dòng cá mình muốn nuôi, coi coi cái sức chịu đựng khi mà thay đổi thời tiết được như thế nào. Tiếp theo nữa là những loại nấm bệnh thường hay gặp, tại vì một vài dòng cá sẽ có một vài cái loại nấm bệnh thường hay gặp, như túm lắc thì mình không nói đi, túm lắc hầu như cá bé màu là cũng cũng sẽ gặp. Nhưng mà cái chuyện mà tớp bụng sình bụng, cái dòng nào hay gặp, cái dòng nào ít gặp đó. Có nhiều dòng ít xảy ra trường hợp mà bị sình bụng tớp bụng lắm, có nhiều dòng rất là dễ, như là vừa rồi mình nuôi Abedrero, Hbedrero rồi thì dễ bị đó. Còn rồng đỏ với lại Ivory với lại Dumbo Red Tail thì ít bị cái chuyện mà sình bụng hơn. Đó là cái đặc tính của dòng cá nha. Còn mấy cái như là mình quan sát để phát hiện bệnh đồ sớm, hoặc là cái mình trị bệnh cho cá đồ á, thì cái đó là kinh nghiệm đó là mình áp dụng cho mấy cái dòng cá bảy màu chung rồi mọi người. Dòng nào cũng giống như dòng nào thôi, có mấy cái đó xào tới xào lui hoài thôi. Nhưng mà khi mà muốn nuôi tốt cái dòng cá nào đó thì các bạn phải nắm được những cái đặc tính của cái dòng đó, cái nết á, mình gọi là cái nết của dòng cá. Rồi với lại là cái tiếp theo nữa là cái tốc độ sinh trưởng, tốc độ lớn á. Có nhiều dòng mau lớn lắm, Dumbo rồi các bạn thấy mau lớn cực kỳ. Có nhiều dòng chậm hơn, như tô bát này chậm chậm ở giai đoạn đầu và nhanh ở giai đoạn sau đó. Cái này là mình nuôi mấy bầy tô bát ri bông thì mình rút ra được. Còn tô bát BDS này thì mình thấy cũng như kia thôi, cũng là dòng tô bát thôi, nhưng mà cái kiểu hình khác đó. Cũng nãy giờ mình thấy cũng có vài bé mình ưng ưng cũng được được mà cũng khá là ưng ưng với một hai bé vậy đó. Đây cái bé ngay đầu ngón tay của mình ngắn ngắn mà căng căng nè, cũng được.
Nè mọi người, bé này mình cũng ưng nữa nè, nhìn lực. Nhưng mà cái đuôi nhỏ quá. Cái này nuôi nữa chắc bung nữa hả mọi người. Với lại là cái bầy này là mình không có form nha, mình chưa form. Chỉ nuôi thùng xốp, mực nước cao thôi. Mình nghĩ nếu mà nuôi hồ kính mà sủi oxy rồi lên, lọc rồi lên chắc mình nghĩ sẽ căng hơn á. Tại vì nuôi mấy dòng này là có oxy, có lọc rồi mau lớn. Có một vài bé ốm quá. Đó, bơm phía trong thấy ốm quá mọi người. Thôi cũng tạm được. Bày đầu tay vậy là ngon rồi mọi người. Chưa được vừa ý, chưa được ưng cái bụng lắm là cá không được đều. Các bạn thấy bài cá cũng không được đều cho lắm. Với lại là cái dàn đuôi mình thấy sao ta không được căng dữ ha. Đây là cá trống nha, cá mái bên kia. Bầy này tơ lắm nha mọi người. Bầy này nay mới chừng tháng rưỡi tuổi chứ gì. Đây, cá mái bên đây nè mọi người. À, mình lấy cái dao mình vớt hết nguyên đàn cá trống ra để mình coi luôn. Là cá mái nè. Cá mái đều ú. Sao thấy mấy bầy cá của mấy anh em khoe trên mấy trang mạng xã hội đó, nhìn thấy phê quá. Ham luôn á, nhìn mà ham luôn á. Còn Corret nè, Corret. Thì đang đang lên lưng sâu chuẩn bị ấy nè. Lên tay nhú tay rồi nè. Mình mới vô hút cặn. Hút cặn ngày hôm qua, hút cặn chăm nước ngày hôm qua. Dàn cá trống của Corret. Rồi. Nói về nói chứ chắc mình cũng phải tuyển lại một hai cặp cá Corret ia giống. Thì trước mắt là sẽ giữ lại bé này là một nè. Sẽ giữ lại chắc tầm khoảng hai cặp á. Hai cặp thôi mọi người nuôi chơi thôi. Mình sẽ chọn những bé trống mắt lòi. Rồi ấy. Chứ con rác này chủ yếu là thấy cưng nuôi cũng không muốn tầm nhiều lắm mọi người, tầm nhiều quá không có chỗ đâu nhốt nè. Máy này là gần phun tay nè, gần phun tay rồi, lưng cũng 70% rồi đó. Mình nghĩ là phun tay luôn chắc được phun lưng được 80% á. Nếu mà phun lưng 80% là đẻ một lứa là sẽ nói gì nói chứ cái tính toán của mình nó khác xa với cái thực tế nha các bạn. Thì cái xu hướng phát triển là cái mấy bé mà đã lên full tai và gần full lưng á, khi mà đẻ một lứa rồi thì sẽ lên màu thêm đó, có thể là sẽ full luôn. Nhất là những bé mà cái lưng mà lên qua rất là sâu gần full rồi á, thì khả năng full rất là cao sau khi đẻ một lứa. Nè như bé này, như bé này đây. Thì cái này là khi mà lên phun tai rồi không chừng là phun lưng luôn á. Nó đang lên màu, cái lưng đang lên màu rất là đậm. Đó, như bé này. Cái này thì một lứa rồi thì sẽ lên gần phun lưng nè. Thì cái dàn này là chưa cá chưa đẻ nha mọi người. Hôm bữa mình cũng xác định là mình ấy cho nên là mình còn không có ghi ngại. Có nhiều anh em hỏi mình coi mấy bài này là lúc nào, giờ chỉ có nước là lục lại clip cũ xem rồi mới biết ngày nào thôi, chứ bây giờ bất tử con không biết ngày nào luôn mọi người. Đó, mấy tháng rồi thì nói chung thì bài này chắc cũng xem 3 tháng á, tại vì đã có phun lưng phun tai rồi 3 tháng á, tầm đó nha mọi người. Nói lại là cá mình cho ăn trùng, mình cho ăn trùng nhiều cho nên là cá mái nhìn rất là to. Đây, như những bé trống mà mắc lòi vậy thì mình sẽ tuyển nè, mình sẽ giữ lại mấy bé trống mắc lòi này cho dưới mái, kiếm mấy bài cá con mắc lòi nhìn cho nó đã mọi người. Đó, mắc lòi nhìn đẹp chứ. Thì sẽ giữ lại tắt chắc trong khoảng hai cặp thôi, không giữ nhiều đâu, nuôi chơi mà.
sẽ giữ lại mấy bé trống mắt lồi, với lại ghép chung lại hai bé mái gần quân, một bé mái phun lưng và một bé mái gần phun lưng. Mình sẽ chọn giống từ bầy cá này, tại vì bầy cá này đó là có trống mắt lồi, bộ gen là có gen mắt lồi nè mọi người. Đó, cái bầy kia cá kia nhìn cũng vẫn ngon, nhưng mà trống không thấy có mắt lồi nha mọi người. Đây, bầy này màu mè rồi cũng đâu có thua gì bầy lớn đâu. Với lại là ra cá là cái dạng ngắn 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 nữa. Các bạn thấy cá ngắn ngắn mà lên kinh quá chừng. Đó, cá mái cũng rất là ngon chứ đâu có ai đâu có dở. Mái này là đang lên lưng sâu, đang nhú tay rồi các kiểu luôn nè. Đều, mái vàng mái này rất là đều. Đó, đâu cũng đâu phải là dở, nhưng mà mình ưng cái vụ mà cái gen mắt lồi nè. Ê, mình là phải mấy bé mắt lồi vậy nè. Đó, nhìn thấy cưng. Cho nên là mình sẽ chọn cùng một bộ gen để mình làm ra cá nhỏ, cá con. Thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình. Thì chúc các bạn có một đàn cá khỏe mạnh và mau lớn. Bầy này thì bầy đầu tai cũng rất là cưng, nuôi trong một cái hồ rất là rộng và cho ăn trùng rất là nhiều. Đó. Bữa nay sẵn mình dọn hồ á, dọn mấy cái hồ xương xương rồi đi thăm cá cho cá ăn đồ, sẵn bớt ra thăm thôi, cập nhật với lại mọi người. Rồi, chào tạm biệt các bạn.